Vui mà. Chúng ta nghe thì cô chưa? Rồi. Ngày tiếp theo mình sẽ đến với bài đọc con nhá. Đầu tiên thì con sẽ nghe người ta đọc cho con, sau đó là cô sẽ đọc, cuối cùng là thế mình sẽ đọc nhá. Nào bây giờ nghe. Unit 5. Natural Wonders of the World. Page 48. Getting started. Activity 1. Listen and read. Hello, welcome to Geography Club. Sorry, can I come in? I went to the wrong room. No problem, we're just starting now. Today, I'm going to introduce some natural wonders of the world to you. Great! What's that in the first picture? It looks incredible. Yes! Is it a red mountain? Well, that's Ayers Rock. It's in the middle of Australia. Local people call it Uluru. Can you spell that, please? Sure. It's Uluru. Thank you. It's not the highest mountain in Australia, but it's the most beautiful. Its colour changes at different times of the day. People think it's best in the evening. It's red. I want to visit Ayers Rock one day. Picture two is Halong Bay, isn't it? Well done, Nick. That's right. What else do you know? It's in Vietnam, of course. Yes, it is. There are many islands there. This picture shows Tuan Chau. It's one of the largest islands. How about picture three? Ok, được rồi. Nào bây giờ cô sẽ đọc nhá. Cô sẽ đọc này. Hello, welcome to Geography Club. Knock at the door. Sorry, can I come in? I went to the wrong room. No problem. We are just starting now. Today, I'm going to introduce some natural wonders of the world to you. Wait, what's that in the first picture? It looks incredible. Yes, is this a red mountain? Well, that's Ayers Rock. It's in the middle of Australia. Local people call it Uluru. Can you spell that, please? Sure, it's Uluru. Thank you. It's not the highest mountain in Australia, but it's the most beautiful. Its color changes at different times of the day. People think it's bad. Sorry? People think it's bad in the evening when it's red. I want to visit a restaurant one day. Picture two is Halong Bay, isn't it? Well done, Nick. That's right. What else do you know? It is in Vietnam, of course. Haha. Yes, it is. There are many islands here. This picture shows Tuan Chau. It is one of the largest islands. How about picture three? Okay, con đã nghe rõ cô đọc chưa? Rồi ạ. Rồi, cô dịch nhá. Xin chào, chào mừng tới câu lạc bộ địa lý của chúng tôi. Gõ cửa. Vào đi, Alan. À, sorry. À, xin lỗi, tôi có thể vào không? Tôi đi nhầm phòng. Không vấn đề gì cả. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ chuẩn bị giới thiệu cho bạn về những cái kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thật là tuyệt. À, đây là gì trong bức tranh đầu tiên? Nó trông thật là incredible. Nhắc lại cho cô incredible là gì nhỉ? Nó trông thật là đáng kinh ngạc. Được chưa? Nó nhìn thật là đáng kinh ngạc. Đúng rồi, đúng vậy. Nó có phải là núi đỏ không? Ừ, đó là dãy núi Everest. Nó ở nằm ở phía trung của nước Úc. Người dân địa phương gọi nó là Uluru. Bạn có thể đánh vần nó không? Có thể chứ, chắc chắn rồi. Đó là Uluru. Cảm ơn. Nó không phải là cái ngọn núi cao nhất tại Australia đâu, nhưng mà nó lại đẹp nhất. À, màu sắc của nó thay đổi trong mỗi một cái khoảng thời gian trong ngày. Mọi người nghĩ buổi tối, mọi người nghĩ nó sẽ đẹp nhất
vào buổi tối khi mà nó biến thành màu đỏ. Tôi muốn đi tham quan ngọn núi Everest một ngày nào đó. Bức tranh thứ hai đó chính là Vịnh Hạ Long, có phải không? Đúng rồi Nick. Bạn có biết gì nữa? Nó ở Việt Nam, tất nhiên rồi, ha ha. Đúng không? Đúng vậy, có rất là nhiều đảo ở đây. À, bức tranh này là Tuần Châu, được chưa? Là về Tuần Châu, nó là một trong những cái hòn đảo to nhất. Thế còn bức tranh thứ ba, được chưa? Con đã nghe rõ chưa hả Nhi? Rồi ạ. Thì nào bây giờ con đọc cho cô nào. Bây giờ Khánh Linh gặp khó khăn việc đọc đúng không? Bây giờ cô sẽ đọc một câu và Khánh Linh sẽ đọc theo cô nhá, được không? Được không con? Vâng. Ok. Hello, welcome to Geography Club. Hello, welcome to Geography Club. Geography Club. Geography Club. Knock at the door. Knock at the door. Sorry, can I come in? Sorry, can I come in? I went to the wrong room. I went to the wrong room. No problem. No problem. We are just starting now. We are just starting now. Today, I'm going to introduce some natural wonders of the world to you. Today, I am going to introduce some natural wonder of the wonder to you. Of the world to you. Of the world to you. Great. What is that in the first picture? Wait, what is that the first picture? It looks incredible. Yes. It looks incredible. Okay. Yes, is it a red mountain? Yes, is it a red mountain? Well, that a red rock. Well, that a red rock. It is in the middle of Australia. It's in the middle of Australia. Middle. Local people call it Uluru. Local people call it Uluru. Can you spell that, please? Can you spell that, please? Sure, it is Uluru. Sure, it is Uluru. Thank you. Thank you. It is not the highest mountain in Australia. It's not the mountain. Highest mountain. Highest mountain in Australia. But it's the most beautiful. Its color changes at different times of the day. Is it color just a change? The black change. Yes. At different times of the day. At different time of the day. People think it's best in the evening. People think it's best in the evening. When it is red. When it is red. I want to visit a restaurant one day. I want to visit a restaurant one day. One day. I wonder. Picture two is Hạ Long Bay, isn't it? Picture two is Hạ Long Bay, isn't it? Hạ Long Bay, bay nhá, bay. Hạ Long Bay. Well done, Nick. That's right. Well done, Nick.
That's right. What else do you know? What else do you know? It's in Vietnam, of course. It's in Vietnam, on clock. Of course. Of course. Ha ha. Ha ha. Yes, it is. Yes, it is. There are many islands here. Sorry. There are many islands there. Yes, there are many islands there. This picture shows Tuần Châu. This picture shows Tuần Châu. It is one of the largest islands. It is one of the largest islands. How about picture three? How about picture three? Unit five. Con đã xong bài đó chưa? Rồi. Ok, tiếp theo nhé. Con làm cho cô câu 1, câu 2 trước đã. Câu 1, câu 2 của bài tập A. Trong bài tập A, người ta hỏi con đề bài đó chính là answer the following questions. Hãy trả lời các câu hỏi sau, được chưa? Bây giờ không trả lời 1, 2 nữa mà con hãy giúp cô câu hỏi thứ nhất này. Who is the leader of geography club? Có nghĩa là gì? Who is the leader of geography club? Có nghĩa là gì con? English. Câu hỏi này có nghĩa là gì nhỉ? Câu hỏi thứ nhất có nghĩa là gì Khánh Linh nhỉ? Who is the leader of geography club? Có nghĩa là gì? Hình Linh nghe thấy cô nói không? Con dịch đi. Who là gì con? Who là gì nhỉ? Who là gì kì đấy? Khánh Linh ơi, nghe thấy cô không đấy? Cô à? Who là gì? Who là ai đó, được chưa? Chúng ta sẽ có từ leader. Leader có nghĩa là gì con? Lead là dẫn dắt, vậy thì leader là người dẫn đầu, được chưa? Hay còn gọi ở đây đối với một câu lạc bộ thì nó sẽ là gọi là chủ tịch đó, được chưa? Hoặc là ai là người dẫn đầu câu lạc bộ địa lý, hoặc là ai là chủ tịch của câu lạc bộ địa lý. Con đã hiểu cái câu hỏi này chưa Khánh Linh? Thế bây giờ Khánh Linh có thể trả lời luôn cho cô. Who is the leader of geography club không? Ai là chủ tịch của câu lạc bộ địa lý không? Ai nhỉ? Ai hả Khánh Linh? Biết gì đấy? Nói luôn cho cô đi xem. Elena, xem nào, đang với Elena không nhá. Welcome to the Geography Club. Chào mừng tới câu lạc bộ địa lý. Thế vậy, ai là người nói cái câu này hả, Khánh Linh? Bạn gì con? Bạn gì nào? Bạn gì nói câu đấy con? Bạn gì đấy? Bạn Vi. Làm gì có bạn nào tên là Elena hả con? Làm gì có bạn nào tên là Elena đâu? Đúng không? À, thế vậy thì bạn Vi mới là người... Bạn Vi nói là chào mừng tới câu lạc bộ địa lý. Được chưa? Thì bạn Vi mới là người... mới là và bạn ấy cũng là người mà giới thiệu cho các bạn về các kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thế thì Khánh Linh mới là người đứng đầu câu lạc bộ chứ, có hiểu không ạ Khánh Linh?
Vậy thì câu này câu đáp án nó phải là V. He's the leader of geography club. Được chưa? Ok, được rồi. Con đến giờ ăn cơm rồi đúng không? Ok, thế thì cô cho con nghỉ nhá. Về nhà luyện đọc cái bài đấy cho cô nhà Khánh Linh. Con đã nhớ chưa? Ok, được rồi. Tạm biệt con. Bye bye con.